Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý khách. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337019191, 0974644973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích Kawasaki, rất là hóng hàng. Kawasaki TZ45 và TZ53. Ở đây, hàng xịn chính hãng, hết hàng mấy tháng trời rồi. Rất nhiều anh em hỏi và hôm nay về hàng cho anh em. Và sẽ khui ra và test tiếng nổ cho anh em coi. Rồi. Khui con một hai thùng đấy đi. Rất là nhiều. Ở đây là những cái đơn hàng hôm nay đóng nhá. Đó. Đơn hàng đóng. Đơn hàng từ hôm qua khách đặt đã đóng xong. Chờ nhân viên đến lấy. Còn ở đây thì là hàng mới về nhất, cập bến nhất. Đấy, đây là những hộp của nó, Kawasaki. Mình cùng tò mò xem cái mẫu mới của thằng 2020 này nó khác như thế nào. Kawasaki mẫu 2020. Đó. Đây là từng khung của nó. Hàng thì đều là bảo hành được 12 tháng chính hãng nhá. Thì xưa giờ thì em review rất là nhiều rồi. Và hôm nay nó về hàng nên quay cho anh em coi. Đó. Khui ra đó. Test tiếng nổ luôn. AC 5 bài. Rất là mạnh, máy chụp máy cắt cỏ nó mạnh nhất hiện tại rồi. Rồi mình khui ra cái đi luôn. Không không này khui ra thùng luôn. Đây, đầu qua sạc chính hãng. Thùng luôn, khui cái thùng luôn luôn. Thêm một cái đầu máy nữa. Đây. Kawasaki TZ53 đã về hàng. Quá xịn sò. Đây anh em. Rất là xịn sò và mở ra test tiếng nổ luôn. Ha. Lấy được. Cặp cán. Rồi, ok, sang cái nổ luôn. Đây. Máy mới ha. Chính hãng Kawasaki. À, hàng sản xuất tại Trung Quốc. Rồi. Và mẫu mới cần mới của nó này, xoay xịn sò đẹp, cần rất là xịn sò luôn. Rồi. Cần này giống như cần Maru, mẫu ý trong Maru luôn, Maru nhà mà đó, mẫu mới. Nhưng mà cái tay ga này không xịn sò bằng cái tay ga Thái hồi xưa, nó gạt theo kiểu này hơi khó chịu tí đó, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng lắm, có thể là để chúi như thế này xuống này đó. Rồi mình lấy ốc và mình ráp thử nổ máy ha. Bốn cái ốc đây, đầu đây của Tùng đây, anh em chờ nghe điện thoại đi. Ok, mình cũng ráp này bốn ốc vô này. Trước khi ráp thì anh em lưu ý là anh em ráp bốn con định vị vào đó rồi bắt đầu lấy súng bắn cứng lại. Và cái mặt mà bắt gắn dây đeo này này đưa lên phía trước ha. Cái này là rất là cần xoay được anh em. Rồi, quán đi. Cái thằng tay xe thôi. Súng này là cứ bắn thoải mái. Súng mới anh em cứ bắn từ từ. Đây thì review cho anh em thêm cái chắn cỏ nó đâu, chắn cỏ luôn. Tao để con này nhá. Cái đầu bò, review cho anh cái đầu bò. Ở đây thì nó có một cái đoạn siết cổ. Cho cần nó có xoay được hay không, anh em nới lỏng thì nó sẽ xoay cần lên này. Anh em thấy không? Xoay rất nhẹ nhàng tự do. Ở đây review cho anh em này. Cái này thì cái chắn cái nắp chụp chống mòn tán này nó rất là, nếu mà anh em dùng dao thì ok. Ổ cước thì khỏi cần dùng được. Đó. Tại vì nó to quá, rất là dày chắc chắn nha. Đây. Quá xịn sò luôn. Chụp mẫu này giống như mẫu Mitsubishi, cái cần những kiểu này. Cái đầu bò giống như Mitsubishi, rất là kín luôn này nha. Kín này, là mớ nắp nó kín khác luôn này. Và đây có một cái lỗ này. Cái lỗ này là lỗ định vị lại cho cái bát dây đeo ấy. Đây nó nằm như này này. Đó. Cúp xuống.
và mình gắn cái chắn miếng tấm chắn cỏ vào ha, để em ráp hoàn thiện nên nó bắt đầu là đẹp tinh nổ cho anh em, lâu lắm rồi. À, đợt này thì cái tay ga thì nó không được xịn sò cho lắm, tại vì tay ga nếu mà bóp cái này thích, nhưng mà lại gạt cái này thì không được xịn sò cho lắm. À, hơi tiếc cho phiên bản này tí, mẫu 2020. Không, nó bán nguyên luôn. Đấy, như vậy. Rồi, ok. Mình sẽ gắn cái bộ phận dây đeo vào này. Tại vì cái máy đó nó ở máy mới ra mà. Còn anh mua sao ai biết. Đây. Mình gắn vô này. Đây cái đoạn này là. Đây bố cầm con camera cẩn thận nó tắt này. Đây anh em gắn này, hướng dẫn anh kỹ thuật gắn này. Lấy lỏng này ra này. Ga lên một tí này, rồi xoay cái con ốc này này, nó sẽ có cái đầu mà đầu nó sẽ một cái đầu hõm xuống là anh em đặt vào đây. Giữ nguyên này, đặt. Xa đây. Đây. Là tôi đây hả? Nó lọt vô trong này là được đấy, cho sát không? Nó lọt vô là được. Đó. Rồi ok. Rồi anh em thả hết ga về. Thả hết ga về. Đó. Rồi, nó bắt đầu mình lấy cái đầu siết cho nó cứng vô định vị vô. Theo kèm nó sẽ đưa cho anh em một cái chìa khóa luôn ha. Và mình siết lại, sẽ định vị lại. Cần này thì nó cũng xịn như cần thái rồi, nhưng muốn có tay ra để 2020 là ok. Nó hơi gạt, thích. Được rồi, mát lắm. Rồi hàng này nó có bán cả đầu máy anh em nhé. Đầu máy luôn. Ở đây thì có gắn được những dây công tắc này. Cái này là dây mát, anh em bấm gắn vào đây. Và đây là dây công tắc của nó. Đây là để tắt máy đó. Được chưa? Rồi bây giờ sắp khởi động tiếng máy cho anh em nghe tiếng máy TC53. Rồi, cách khởi động máy này. Anh em tắt cái công tắc đi. O đi. Bơm xăng lên. Bơm xăng ở dưới này đi. Rồi, khi xăng nó lên rồi. Đó. Khi xăng nó lên rồi đúng không? Đây này, bơm lên. Thì ống chấm cạp về đây. Đó, khi nó lên rồi. Anh em đóng cái e lại. Nha, đóng cái e lại, anh em giật. Rồi, cũng giật đi. Giật khoảng 2 đến 3 cái. Cứ giật đấy. Rồi, từ từ đây. Mở e ra này. Mở công tắc lên này. Rồi, giật tiếp. Và nó nổ thôi. Từ từ, nó đang rất là thiếu xăng. Cho nó nổ từ từ đó. Nó còn đang thiếu xăng. Nhưng cho nó nổ từ từ đó. Đây, có ga đây. Cho nó nổ một tí để cho găng tin đều lên. Đó, rất là mạnh. Thank you.
À, xin lỗi anh em, chưa tắt, chưa cắm dây mát, chưa gắn dây mát đâu nữa, không tắt máy rồi. Nhẹ là nó đổ. Đó. Rất là xịn sò luôn, anh em thấy không? À đúng rồi, cái đấy cho miếng lọc rõ nó này. Rồi, đây anh em gắn đầy đủ không? À, có phần đây anh em lưu ý này, nhà bóp ga này này, ở đây nó đụng, tức là ở đây này, cái cò ga này, cái con ốc này là em làm cho nó dương ra một tí này, nên cái này nó khoảng 95% ga thôi, chứ chưa hết 100% ga. Bữa anh em cho lùi con ốc này xuống thì sẽ bóp lên một tí ga nữa, sẽ nó mạnh hơn, nhưng mình làm cho khoảng 95% ấy, để cho máy nó không hoạt động hết công suất thì nó sẽ bền bỉ hơn, đó, nó là một cái mẹo nhỏ thôi. Đó, còn anh em nếu phải dùng hết công suất thì anh em có thể sử dụng cho nó hết công suất luôn, ok chưa? Nó là như vậy. Rồi, đây là em mới nhập về cũng khá là nhiều, nói chung số lượng hôm nay là rất là nhiều để phục vụ anh em. Đó, Kawasaki TJ53 và có Kawasaki TJ45 luôn nhé, 45. À đây thì có ít phụ tùng nữa anh em này, phụ tùng này, phụ tùng của TJ53. Đấy, khui ra cho anh em coi. Trời ơi, thằng gói kỹ quá. Đấy, ít tay luôn. Mẹ như kia nó đè mà. Sợ thật. Mình xem phụ tùng của TJ53 nhé. Ngày hôm bữa có một anh là hỏi cái bộ khởi động là có luôn cho anh em rồi. Để khui ra cho anh em luôn. Nói chung hàng này phụ tùng thay thế là đầy đủ rồi, không phải lo đâu, phải suy nghĩ đâu. Đó, cái này là thùng xích rồi. Và đây, phụ tùng nằm trong này. Đây, thùng xích. Đây, xem. Dạ, máy mới. Cháy hàng mấy tháng này từ đợt dịch tới giờ đó. Xuất từ đợt trong Tết rồi. Không có hàng bán, nó mới về là mẫu 2020. Đây, mình xem phụ tùng này. Đây là bộ khởi động này. Kawasaki TJ53. Mâm dựng, đó, bộ khởi động của nó. Đó, hôm bữa có anh nào hỏi đây. Này là về ra nhà luôn. Con này là Kawasaki TJ45. Nó nhỏ hơn. Này 53. Này 45. Nhấc lên luôn xem nó là gì. À, bộ nối xích. Cái này là nối xích, có anh chị anh đặt, khui ra luôn. Đây là cái này là nối xích. Ủa nó hết tại sao nó gửi mình có hai cái. Đây là bộ nối xích. Bộ nối xích nha. Để dành cho anh em mà bữa các anh em hỏi nên đặt này lấy về luôn. Rồi thì giới thiệu anh em bộ nối xích này. Đấy. Em không còn cái nào luôn, không còn. Đây bộ đôi xích Archer xịn sò ha. Ok rồi, em đã review cho anh em sơ bộ qua máy Kawasaki TJ53. Anh em có nhu cầu sở hữu thì có liên hệ trực tiếp với Thắng Mình Cơ Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Bên em ship code xe toàn quốc, mua hàng với lòng chuyển khoản đặt cọc trước 500.000, bên em ship hàng cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video, xin chào anh em. À quên, còn một sơ suất một chút, đó là giá của sản phẩm là vẫn không thay đổi nhé. Giá của sản phẩm trọn bộ như thế này là 5.6 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển, chuyển khoản 500.000, nhận hàng thanh toán 5.1 triệu giùm em. Còn đầu máy không thì giá là 4.50.000. Đó, chuyển khoản 500.000 là bên em ship hàng, là nhận hàng thanh toán 3.50.000, 3.550.000 nữa là xong. Rồi, ok, đó là giá chi tiết của sản phẩm. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.